Trời ơi. Đầy luôn á. Thằng kia á. Nó chết luôn á. Trời ơi. Nó chết tại chỗ luôn á. Cô mới báo công an á. Dạ. Yeah. Kê ở đây nó sợ với các con á, nếu mà một mình mà đi á, nhiều khi á phải nói nó bậy tụt sợ. À. Quen thì không sao. Dạ. Chứ còn mà nếu như mà mình sợ ấy là đi là sợ ấy lắm, tại vì kê nó ở trong đây nhiều. Dạ. À. Là cô nói trong đây rất là nguy hiểm đó cả nhà. Là vô đây mình là nguy hiểm lắm. Đây là em bảo luôn á. Dạ. Biết sao không? Bây giờ á là đợt đó là bắt là bên này cái con đường bên đây là có hai thằng dịch cây, mà nếu con chạy xe qua nó phải có cái dây đúng không? Dạ. Cái dây nó quăng cây á, nó dịch dây là căng dây ngang đường. Ừ. Mình chạy té rồi nó té là nó ra lấy xe, lấy đồ. Ghê. Ghê. Nói xin lỗi các con, đừng có nói là nó vậy chứ. Đem vào có tiền mà để với đây trong đây nó còn rạch còn nó lấy. À. Nó còn giặt lên nó lấy luôn điện thoại. À. Nó rạch cho nó lấy. Nhưng mà con nguy hiểm lắm. Tại thì cô đây là công an khu vực đồ này nọ nó biết á, nó đưa số có gì điện. Ở đây lâu rồi cái cô ở đây mình cũng sợ không cô. Cô sợ không? Không, vậy nói chung mình không sợ. Nói chung là người chết không sợ thằng người sống. Dạ. Người chết không sợ mà sao người sống nằm trời vậy chứ. Hai ba cô chú ở đây đang đang nằm để mất chăn cười cô. Không ăn cơm chung luôn mà. Ăn cơm chung luôn. Ăn cơm chung luôn mà, ngủ chung luôn mà. Để cái đó là cô nói thiệt. Cái đó là sự thật luôn à. Thế là hai cô chú biết là cô hai chú nằm ở đây nè. Đã mắc cười. Không có là nhiều mấy đứa chị kem cũng vô đây. Xin nước xin đầu cô đây nè. Dạ. Nó đầy luôn không dịch là đầy luôn, nó đừng nói đâu đây là đầy. Nó nằm đấy tao giống nằm lâm á. Trời ơi. Mình không phải là mình nói bậy, nhưng mà đều có người chết mình không làm gì thôi, người ta không có làm gì tới mình. Dạ. Nhưng mà người sống nhiều khi nó thẳng luôn, nó lên cơn á, nó lên cơn ghê lắm. Không có tiền á. Không có tiền ha, quả quá rồi. Thấy đâu nó lên cơn là một miếng thấy ghê lắm kìa. Dạ. Mà không đâu. Sợ người sống vô sợ người chết. Sống chứ mấy người. Bởi các con mà đi đường này á, mà mấy cái thằng mà cái xin tiền á, nó đi về quê các con đừng có cho. Tại vì là mấy thằng đó là mấy thằng chị Ke. Dạ. Nó xin tiền xong á, nó thể vô nó mua chị Ke nó chích. Nó mua chị Ke nó chích hết à. Dạ. Cô mua hộp cơm cô nói, bây giờ tụi bay xin tiền tao không có, nhưng mà tao mua cho mày hộp cơm. Mày ăn không? Nó không ăn. Nó không ăn. Nó lấy tiền thôi. Nó lấy tiền thôi, nó không lấy cơm. Nấu cơm cho nó mua. Nó nói giờ cô đâu có tiền mua cơm, có tiền đâu. Giờ tôi bị ăn thì tới cơm cho ăn thôi. Dạ. Chị ở cô hả? Đây nè, không. Đây nè, ngay chỗ cô ở là đường số 3 đây đúng không? Dạ. Ngay chỗ cái đẹp đây nè, là có một ổ xì ke bán rất là lớn. Dạ. Nhưng mà cô nói đây là chẳng qua nó cho tụi con nghe thôi. Dạ. Chứ không là nó nghe là nó chán mình chết. Dạ. Nó... Khó thì phải kể tôi. Ừ, khó quá. Chung hết rồi. Dạ. Chung hết rồi. Nói cái câu chung là mình hiểu rồi. Dạ. Cái chung tiền cho công an á. Nói câu chung là hiểu rồi, không từ đây nói câu chung là nó hiểu rồi. Chỗ này là hai ngôi mộ này có quen gì với mình không cô, hay là mình vợ cho mình ở đại? Có mình về ở thôi chứ ta ở xa. À người ta ở xa. Phải nói giờ cô vợ ở đây cô ở về người nhà có nước ngoài ở nước ngoài trong nữa. Nãy cô nói là có một cái. Người ta cũng gửi lắm. Cái bên đây là không có. Cô mua tôn đồ dừng lại á. Dạ. Rồi ta cho tiền á, ta hỗ trợ tiền á. Cái này là có sẵn che trước hay là cô tới rồi che? Có che sẵn. Đây cái này là nhà người ta làm hết rồi. Dạ. Nhưng mà người ta ở nước ngoài. Nó cũng hư hết rồi, mấy người lên đây giúp đỡ cho cô á, người ta kêu là xin đi rồi nói người ta đi rồi người ta cho tiền nó ngay thôi. Cái này chắc mưa nó dột hết rồi cô, dột hết rồi. Cô Năm cho con hỏi là cái khu này á, buổi tối á, đèn này nó có không? Có khu gì? Có điện. Có điện trên phịch mạng. Anh phịch mạng có điện đó con, cái điện cũng có điện nè. Chùa nè. Chùa này nè. Xuống dưới này là có cái chùa. Khu này là sống tạp từ từ. Ở dưới này là có gần chùa, ở sau chùa mà. Có cái nhà cũng dưỡng mộ á, ở dưới đó. Nó còn đâu nấu đồ ăn đó, nấu cơm này á là nó rất con mà cái này phức tạp lắm. Hàng ngày cô làm gì để có hàng tiền này, để sống? Làm mã rồi với cái số đâu. Ờ, cũng đi làm. Đi làm chứ lấy cho ăn con. Đi đường á. Như mà mấy người mà gì con? Xin tiền nó cho nước cho. Nước cô chèn ở trong kia ra. À, có nước cây. Xin tiền phải không cô? Xin tiền đừng có cho. Tại vì mình không phải là mình tiếp cái gì. Nước cô chèn ở trong 50 ngàn hay vài chục ngàn á. Như mình uống chai nước. Tính được cô Năm ở đây, cô Năm ghen thiệt. Nó tự con. Hả? Cô nấu ăn thì sao? Thì cô nấu ăn có bếp đó. À, có bếp củi nè hả? Cô nấu ăn bằng củi mà. Bên đây cũng mộ người ta. Cái mộ bên đó. Nhưng mà nó làm tập tà để nó xin tiền.
con nói là con này cũng cô biết hết dạy tỏ hay gì rồi sắc dạy tỏ hả cô gì cô chỗ này là cũng sắc dạy tỏ rồi hả ừ đúng không sắc thử nó nói biết chừng nào vậy giờ cũng biết tao là đó giờ tao khu này á cô có bị mất cuối hay gì không đồ đạc quen á, quen là nó không có dám. Là... Nói chung là mấy năm nay cũng sợ. Nếu còn mấy năm này trước còn mấy cái đó chưa rồi, đi tuần chưa rồi. Đi tuần rồi chưa rồi. Sao cô kể gì cô? Ý là nó đó ở đây nè, cái con đường mòn này đúng không? Cô đó ngay khúc đây đứng đây là giật trời nè, nó giật điện thoại, nó giật tiền. Ủa giật trong này luôn hả? Ừ. Giật đây luôn á. Ban ngày hay giật tối? Ban ngày á. Ban ngày luôn hả? Ừ. Ban ngày luôn á. Ngày nó trứng lọt luôn á. Chứ lọt có như bây giờ ba đứa con đi đúng không? Dạ. Nó cò nó ấy dây đó nó lấy là cái con đi là đến là cái dây là nó mắc cái ngang cổ hay là mắc ngang người này cái xe là con sẽ té đúng không? Té con té thì nó không lấy xe nhưng mà nó lấy điện thoại lấy tiền. Dạ. Nó mò nó lấy tiền đâu. Móc hết. Dạ. Nó cầm anh dao ra vậy các con dám không? Không nào dám đúng không? Tại vì mình không có cái gì để thủ hết á. Dạ. Mình đâu có dám. Nó sẽ lấy hết đàn bà. Ê, cô ở đây cô lâu cô biết cô nói mình mới biết luôn chứ không mình sao mà biết được. Nó tiết nó lấy á. Ừ. Nhưng mà bây giờ là 2 năm nay là bắt rồi. Đã hả con? Bắt rồi, bắt rồi anh đỡ. Bắt 2 thằng đó. Chứ mấy năm trước mà chưa cái ấy thì nó còn phức tạp nhiều lắm. Người ta ở đó mà chiều đi đường này ra là coi bị liền nó có 200 ngàn nó rạch từ trên xuống đó. Nó thiệt chứ không? Nó thiệt mà. Con bò phải không? Để cho cô đi, cô dạ, xin cho mấy dạ, con chó. Thì kia mà nó cướp mà đâu cần nó đâu cần gì nhiều. Đâu, à, nó đâu cần tiền nhiều hết, dạ, nó cứ làm trước. Miễn là có là được. Miễn là có cho nó chích đủ liều dạ, được à. Chứ còn cần nhiều ít không cần biết. Ừ, chỗ đó là tầm cái tủ. Ok á, nó cắt cái điện thoại 10 triệu con đúng không? Dạ. Cho bán 200 ngàn của em, nó tính chừng. Dạ. Mình cho nên mình cảnh giác đi đường đó. Dạ, dạ. Những cái người chạy xin tiền đừng bao giờ cho. Dạ. Những mấy thằng đó là những mấy thằng chị ke. Mấy thằng đó nó xin tiền cũng mua chị ke chứ làm. Dạ. Có mấy đứa gái nữa. Mấy đứa gái nữa là nó cũng xin tiền á nhưng mà cũng là chị ke. Dạ. Chị ke. Ghê. Chứ không phải. Nghe cô nói mà nó mình. Nó nói nó xin tiền về ha. Nhưng biết rồi phòng cô cũng như là cô nói cho mình biết căn phòng á. Còn nữa. Sao mấy mốt cứ vô con đêm mà cô làm công việc qua đây sao sao dám qua trời. Làm gì? Thế mày lộ mà có việc gì đó đi qua. Có việc gì bán phải cho cô. Họ xin số điện thoại cô đi. Có gì cô liên hệ cô nè, cô. Dạ. Cô ấy cho đâu có gì đâu. Cô bảo... lại đây rồi cô biết hết mà. Cô là tôi cần có gì cô báo công an khu vực rồi mấy tổ khu phố đó. Dạ. Dạ. Tại vì nó ra cô này buổi tối sợ với cô nha. Tối đúng rồi, tối tụi con là đừng là không nên đi. Sợ cô nha. À, tối là không nên đi luôn. Hồi xưa thì cũng đóng phim nhiều lắm. Giờ sợ rồi nó ít đi. Dạ. Cái là dịch đồ ít chứ hồi lúc mấy năm về trước là đông đây vô đây đóng phim ma đóng phim này kia nhiều. Dạ. Yeah. Đóng phim thì người ta đi đâu không sợ. Đi đâu? Đi mấy chục người. Dạ đi nguyên đoàn nó đỡ. Đúng rồi đi khi mấy chục người á. Vô đây nằm nghỉ rồi đóng phim. Dạ. Yeah. Chết xong sốc khi em chết thì chạy báo công an vô mới đem đi. Trời ơi. Bác sĩ rồi công an rồi vô làm dữ lắm sự như tôi. Rồi đem ra rồi thiêu quá. Cái vụ đó gần đây luôn hả con. Ờ, ngay đây nè. Trời ơi. Nó chích cái phạm thuốc cái gì yeah. Nó thuốc thuốc. Nó thuốc thuốc huyết ra luôn. Tại vì nhiều khi mà nó quá liều nó không có tiền để nó chích á. Mà đến khi nó chích vô á là cái là nó ấy là nó thuốc thuốc lại nè. Vì thuốc thuốc à, nếu như mà bác biết sĩ vô còn kim trong tay á yeah. Nếu mà biết á là rút cái kim nó ra nạt miếng chanh vô thì nó sống yeah. Tại vì nó chanh rồi nó chết rồi. Tại không có tại vì sao mà cô biết không? Tại vì là ở trên nó bán đó mà năm nó bán rồi xong nó bị sốc thuốc á là mấy thằng bán sốc thuốc ấy là khác còn cái này thằng này nó xịt máu ra lum lạ rồi thì ghê vậy nó xịt máu là tại vì nó chết không ai biết trời ơi nó chết không ai biết nó sốc nặng quá để lâu quá còn mà mới sốc thì chắc còn sơ cứu được ờ là dạ. mấy thằng bán á dạ. Mấy thằng bán ghê nó ke nó biết á dạ. Nó nạt miếng chanh luôn nó thằng nó chết trên cái mã luôn nó nằm đầy cái xe đó nó chết rồi bắt đầu nó chừa nó là sống dắt miếng chanh vô ngay chỗ cái vết mình không ngay miệng vô miệng dắt vô miệng xong nó chừa làm sao mà sống yeah. Trời là cái thằng kia bị sốc với lại tụi con á nghe gì chung đó vô. Cũng nghe gì chung á chết mà nằm trên gò mã luôn cô thấy rồi. Hoài mà cô không sợ hả có gì đâu sợ bình thường cô nó chết nằm gò mã luôn không có gì nè nó chết nó nằm lên cái mã nó chết xong té lên cái mã nằm luôn rồi. Tức là chết xong mà nằm trên cái mã này đúng không làm cái mã giống như vậy nè rồi nằm lên nó luôn nằm nó luôn chết luôn chết quay luôn lên người mà đã mất luôn mà cô nói còn bị sút huyết máu lên sút máu ra nữa học máu ra đó chết đó ghê quá vậy
cô đi cô, kêu công an vô cô, đi coi á. Cô coi luôn hả? À? Có thằng sốc mua mà. Có gì đâu. Tao ngủ giả mà ảnh thôi con. Ra cà thâu to luôn á. Ôi mẹ thì thôi chạy. Vậy cô á, cô ở đây cô cũng quen rồi phải không? Cô quen rồi, cô đâu có tập. Nói chung là bây giờ cô biết là mình không dám đến gần thôi. Dạ. Tại vì á nhiều khi biết đâu. Cho nên là chết là mình khỏi đừng có đến gần. Dạ, mình không biết rồi có bị cô quýt hay không, cái đó cũng nguy hiểm nữa. Mình cũng đâu biết cái đó. Cái chuyện cô quýt là mình không có sợ lắm. Dạ.